Người tu hành thành tựu được đạo nghiệp là nhờ ai trợ giúp? Chính là ma đấy. Cũng như muốn cho lưỡi dao được bén thì phải mài. Người tu hành phát huy được ánh sáng trí huệ cũng là nhờ ma lại giúp. Do đó, quý vị hãy xem ma như là hộ pháp vậy. Cho nên có câu: kiến sự tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự mê sự đọa trầm luân. Thấy việc hiểu rõ xuất thế gian, thấy việc si mê chịu đọa lạc. Nếu quý vị có khả năng giác ngộ, gặp cảnh liền hiểu thấu suốt, thì quý vị sẽ siêu xuất thế giới. Nếu quý vị không thể giác ngộ, gặp chuyện gì thì mới mờ chuyện ấy, ắt sẽ đọa địa ngục. Cho nên người tu đạo không sợ gặp ma, chỉ sợ chẳng có định lực. Ma tới là giúp quý vị, thử thách quý vị, xem quý vị có công phu, có định lực hay không. Nếu quý vị có công phu, có định lực, thì bất luận là thứ ma gì đi nữa, chúng cũng không làm quý vị dao động tinh thần được. Người tu hành lúc nào cũng phải treo mấy chữ vấn đề sống chết ngang mày, lúc nào cũng nghĩ cách để liễu sinh thoát tử. Quý vị nên biết rằng không có việc gì trọng yếu hơn sinh tử sự đại cả. Nếu chuyện sinh tử chưa giải quyết, quý vị sẽ không biết vì sao mình sinh ra và chết rồi thì đi về đâu. Do đó, chưa chân chính thông suốt vấn đề sống chết thì cần phải nỗ lực dụng công, bằng không thì sẽ vĩnh viễn bị dòng sinh tử luân hồi ràng buộc, không sao giải thoát được. Trên đường đạo, quý vị hãy nghĩ tới vấn đề sống chết này, xem chúng ma như là kẻ hộ pháp giúp mình tu hành. Ai chửi quý vị, đánh quý vị chính là giúp đỡ quý vị tu hành. Ai nói thị phi về quý vị, gây khó khăn cho quý vị cũng chính là để giúp quý vị tu hành. Nói tóm lại, khi nghịch cảnh kéo tới, quý vị cứ thuận theo nó mà nhẫn chịu. Hãy coi chúng như là những bạn bè tới để trợ giúp cho quý vị thì phiền não sẽ hết. Hễ hết phiền não thì trí huệ phát sinh. Có trí huệ chân chính thì tất cả ma quái không còn cách gì làm cho tâm quý vị dao động nữa. Vì sao chúng ta bị cảnh giới của yêu ma làm cho dao động? Bởi vì trí huệ của chúng ta chưa viên mãn. Vì trí huệ không viên mãn nên gặp việc gì cũng sinh mê muội, không nhận thức được rõ ràng ngã tướng, nhân tướng. Chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều nảy sinh và phiền não cũng theo đó mà trỗi dậy. Nếu quả có trí huệ thì không có những vấn đề ấy đâu.